ai dừng chân ghé quán em. Em đây quán nướng đồ xiên, chứ em không phải thằng điên. Ủa Trấn Thành. Vậy Ủa ba mẹ con đâu hả? Bớt vui rồi nha. Ủa gì vậy? Đang vui à? Với ai vậy? Gặp hai đứa em. Tuổi tiên nó nói ăn cái đồ nướng là đang thời thượng. Ăn đi, quán thì ngon lắm. Ủa Thành bán đây hả cưng? Không có, đi ăn thôi mà ngưng ngựa. Đứng ra nướng giùm ta. À thưởng ở đợt cho quán cái bàn chứ. Nướng nó mới vui. Ủa cái này mình tự chọn nướng hả? Tự chọn nướng. Kéo vô chọn. Hồng Hoa hiện tại đang bán món nướng xiên que và trái cây tô tại Sài Gòn. Thấy không, ăn đồ nướng quan trọng nhất là phải tự nướng đó, cho nên là bây giờ nè các em nướng giùm mình chạy qua lửa trái cây. Vậy hả? Ừ, ăn trái cây nữa kìa, trái cây tô. Ở đây là bây giờ nè nghe, lát nữa có đậu bắp nha, có tôm, có cá, bò, cánh gà ha, mực nghe không, ớt, đặc biệt là vú dê nướng. Hết hồn. Tự nhiên nhấn con chữ đó không? Ừ. Nghe thấy mệt. Bò cuộn phô mai rồi nữa, tim gan phèo phổi có hết. Rồi, mấy em phụ anh nha. Lát xong rồi là hốt qua cho anh ăn nha. Rồi, qua lửa trái cây. Đi. Theo em nghĩ cái duyên mà để cho hai chị em của em á đến được với người là bởi vì hai chị em có chung sở thích là ăn vặt phải không chị? mỗi lần nghe mà ở đâu mà có bán món nướng á là hai chị em sẽ đến đó ăn và thưởng thức liền. Và trong những lần ăn như vậy á, tụi em hy vọng là sẽ có thể mở được một cái quán nướng cho riêng bản thân của hai chị em. Nhưng mà thật sự là lúc đầu thì hai chị em không có tiền. Phải dành dụm rất là lâu. Rồi sau đó phải nhờ sự phụ giúp của gia đình thì có thể cuối cùng có thể mở được một quán nướng như ngày hôm nay. Và vì sao mà tụi em có thêm món trái cây tô? Bởi vì tụi em nghĩ đơn giản á, ăn món nướng xong thì phải tráng miệng thì phải có trái cây tô. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trái cây tô tới luôn. À, bỏ đi chủ quán bên này ha. Đó là cái tí xanh. Đây, sau khi mình ăn đồ nướng xong, mình có một cái là buffet trái cây nè em. Có tất cả các món trái cây, muốn ăn cái gì gấp vô một lát nữa trộn sữa. Đi go. Đặt hà đây nè. Tất cả cái gì đều có hết. Ủa anh, ở đây mình có trái lệ chi không anh? Lệ chi là trái gì cơ? Trái lệ chi giống như là trái lê kim ma vậy đó anh. Đâu em nhớ là cái ngoại hình, à không, cái vẻ ngoài của nó giống trái mãng cầu. Em cái kiến thức về trái cây của em khá thiệt á. Chị này thức này giỏi nè. Nhiều khi á nó ăn trái cây mà nó ăn. Cái thằng này không biết gì hết á. Cái trái lệ chi là trái bình bát. Trời ơi. Không cũng được. Nha, bình bát luôn phải không? Đó em trái mãng cầu. Cái lệ chi là trái gì cưng? Lục bình á. Nó qua lục bình luôn, bình bát ăn được, lục bình khỏi ăn luôn. Ừ. Con nhỏ này thông minh nè. Trời ơi, trái lệ chi là trái chôm chôm mấy má. Đây nè, chôm chôm con. Giải. Nó ngồi bị điên hết trơn thiệt, ăn đi. Trời ơi trời, một hồi điên luôn. Là muốn lấy nhiều lấy này mình cũng lấy nhiều lấy. Ừ, yên tâm. Lấy hồi mình cân ký tính tiền. Đúng rồi. Cân ký tính tiền. Chứ gì nữa? Không, lấy trái cây nhưng mà cân ký con người, Khánh nó nặng nhất, cân ký. Trời ơi. Này điên luôn. Chịu. Chắc Khánh trả tiền nhiều chứ. Cân người Khánh lên nặng nhất trả tiền. Ừ, được. Nói chung là ngon lắm. Vừa lửa vừa ăn. Mất vệ sinh vậy đúng rồi. Bởi vì cho nên lát mới cân ký đó. Cân ký con người. Rồi vậy đủ rồi ha, vậy được. Rồi chán gì chán đi. Sữa đi. Sữa là không có mập đúng không anh? Ừ, sữa không có mập, sữa dạ. Giảm cân cưng ơi. Trời ơi, ngọt lắm luôn á. Rồi. Chị kiểu không em? Sai. Rồi được rồi. Ông chơi. Ông không chen ổng. Tôi giảm cân. Bóng dáng tôi thân hình gọn ghẽ. Và đặc biệt nếu cần ký tính con người tôi muốn trả tiền nhiều. Gì nữa, bỏ đá vô. Còn cái hồn hồn như kia là gì vậy? À muối tiêu. Muối tiêu hả? À lộn muối tiêu. Muối tiêu nên ăn. Muối tiêu nên ăn. Lì dễ sợ chủ quán mà lì. Dễ sợ lì luôn này. Rồi. Vô. Đập đá bỏ đá vô chủ quán. Đâu rồi đá. Đây nè, từ từ. Cái gì mới từ từ. Mới vô làm cái đầu tiên sao á. Đây nạo cho muỗng nạo gọn ha, gọn bưng. Có chán gì nữa không vậy? Chán gì nữa không cậu? Dính cái gì kìa. Máy vệ sinh nước mày vô nè. Đó sai luôn. Ừ. Sai. Mày bút rồi. Bỏ chi chưa bỏ nắp. Đứng chê nghĩ thế. Rồi ai quan gì vậy? Vô tính tiền luôn. Vô tính tiền luôn.
áp lực nhất của hai chị em là lúc đầu đi tìm mặt bằng, chọn được cái vị trí thích hợp cho khách ngồi hoặc thoáng mát rộng rãi á, đó là áp lực khó khăn nhất của hai chị em. Ngon ngon ngon. Dạ chưa ăn chị. Anh đâu rồi? Dạ chọn nhiều quá. Hấp dẫn. Ủa Thành, cái chế độ này của em là em sợ mập, cái tô của em mới là nhiều nhất đó Thành. Đúng không Khánh? Đúng rồi, nè mình đo nè, đo ba cái tô coi coi cái tô kìa. Món chánh nó chưa có ra nữa. Vấn đề là vậy nè, mấy người ốm ta có quyền. Mấy người ốm ta ăn nó chưa chắc ta mập, ta tối giờ về ta tập đi dục. Hiện giờ Việt Hương đang ăn cái tô là không có sữa. Chúng ta có quyền bỏ, tự động bỏ sữa, tự động bỏ bạc hà, tự động bỏ dâu, bỏ gì bỏ. Còn cái tô của Thành, dạ thưa là có sữa. Em không có sữa. Em mê tiếng sữa nên ăn có sữa với lại cái gì? Cái gì? Siro. Nước mèo á, nước mèo. Siro. Thì nó có mèo. Nhỏ này nó làm ai phái tới đây hại tôi. Bên quá chất nào phái nó tới nó nhịn gì nó quá chất đó. Cái năng thấy sao cưng? Dạ ngon anh. Hình ảnh cô giáo cánh tại lề đường ăn bất chấp là đây. Đây là một món ăn rất là tin. À, Hương chưa bao giờ ăn, Hương nghĩ trái cây là chỉ bê dĩa lên thôi. Nay nhờ hai đứa em Lộc với lại Khánh dắt đi ăn, cái này không phải cô giáo, cái này là học sinh. Hương mới là cô giáo. Giải thích nhiều quá, ăn mãi giải thích nhiều về tuổi tác của mình quá. Không mà vui thiệt. Chứ bây giờ ăn cái món trái cây tô đúng không, tại nhà hay là gì, mọi lần cái mình bổ cái dấu mình ăn dưa hấu ở nhà em. Không mà 9 giờ đi ngủ rồi, đâu có đi ăn đâu biết. Mấy người lớn tụi tôi sẽ đọc kỹ quá. Ngon thì chắc chắn khách ăn một lần sẽ cảm thấy ngon thì sẽ quay lại. Và cũng nhờ như vậy thì hai chị em ngày nào cũng quyết tâm làm cho món ăn thật là ngon, với lại hy vọng là sẽ gửi những cái món ăn phong phú và ngon hơn cho đến khách hàng của mình. Hy vọng là sau này sẽ mở thêm được nhiều chi nhánh cây vàng 3 hoặc cây vàng 4 à. Quán không em ơi, đồ nướng quá cho em. Đây, đồ nướng đây. Dạ, cho em lại hả? Dạ rồi, đó là em yêu. Dạ. Ừ, cái món mấy cái trái trái là anh Thành nướng đúng rồi. Đúng rồi. Ê, mấy mình cất quăng bên mẹ ăn đồ nướng được không? Được, được. Quý vị thấy là tụi tôi rất là khoa học. Ăn đồ ngọt xong ăn đồ mặn. Đúng rồi, ăn trái cây xong rồi mới ăn đồ nướng. Mẹ mà mình ăn đồ ấy, mình ăn đồ mặn chứ. Ăn miệng chứ. Không, nhưng mà người ta nói ăn trái cây trước mới đúng. Ăn này rất là khoa học. Khoa học quá. Thôi. Cái này có dĩa gì không? Tôi ăn món mặn trước tính xong. Ê, ăn lề đường phong cách là phải xài xiên que. Đúng rồi. Nha. Bỏ bớt cái vụ xài đũa đi. Yeah. Xài đũa bên hoàng cung. Sớm đi để cho nó trẻ là tại chị thấy chị trẻ quá, chị sợ tập vậy nó trẻ quá nó kỳ. Ăn tiếp đi mọi người ơi, mình tập trung mình ăn nào. Mà đây ướp ngon chứ hả? Ngon. Ướp ngon, ướp rất là ngon. Dạ. Chế biến thức ăn, bởi vì hai chị em của em hồi đó giờ thì nói thật ra là chỉ có đi ăn và thưởng thức, chứ chẳng bao giờ mà vô bếp núc mà nấu nướng chuẩn bị món ăn giống như vậy. Nhưng mà nhờ về cái lòng quyết tâm của tụi em, cũng giống như là tụi em yêu thích thưởng thức món ăn cũng như nấu nướng, nên cuối cùng cũng đã mở được món nướng giống như ngày hôm nay. Có một cái thú vui mà chúng ta nên tận hưởng, đó là hãy để cho một số người nhìn ngắm chúng ta ăn một cách ngon lành.
Ý nó là mấy anh quay phim á hả? Các anh quay phim ơi, có thấy đói bụng không? Có phải không? Hãy nhìn tiếp đi. Tôm rất là tươi các bạn, nên ăn tôm. Thích nhất ăn mấy cái bò cuốn nấm phô mai này nè. Quá à. Hồi nãy có cúc thành chịu nướng cúc. Rồi nướng cúc lâu lắm. Nói chung là ở đây là người ta ướp sẵn cho mình trơn, mình chỉ việc lựa ăn thôi. Nó ngon á, cái này là ngon á. Cái vú rất là ngon. Em ơi cho mấy cái vú này em ơi. Và quan trọng là khi mình ăn cái này á, cái quán này cho mình rất là nhiều cái loại rau cải vô. Có kim chi, rau muống, cà rốt. Rau muống ngâm. Rau muống ngâm. Rất là nhiều món, cái này là tự nhà làm ăn thấy rất là ngon. Hát con cái lương ơi. Nào về món ăn rồi, hát con cái lương về món ăn rồi. Nó học đúng với con Công bữa trên xe vậy à. Thôi giờ mình hát con này nè. Nó vô nè. Hôm nay Trân Thành, Việt Hương, Duy Khánh cùng nhau ngồi ăn ẩm thực. Dài quá hả? Đây. Hôm nay Trân Thành, Việt Hương, Duy Khánh cùng nhau ngồi ăn ẩm thực. Thôi, tới đây, vô. Hôm nay Trân Thành, Việt Hương, Duy Khánh cùng... Ăn cưng, ăn tiếp đi. Ghê thiệt đó. Nó làm cái điều đó là... đọc ba cái tên mà không có trúng tông nào hết trơn á. Kỳ của em á. Hôm nay Trấn Thành, Việt Hương, Duy Khánh có 8 chữ thôi. Không làm cho nó ghét ai trong bàn. Mà 12 tông á. Hy vọng là các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Và nếu mình không biết làm gì, hãy đến quán ăn đường phố này. Đối với quán cây bàn, chúng ta sẽ được ngồi bàn cây. Bàn làm bằng cây. Thành thử ra là chúng ta sẽ được ăn ngon. Mà tại sao chúng ta được ăn ngon? Chúng ta là người Việt. Mà người Việt nổi tiếng nhất là gì? Là món ăn đường phố. Và cái bàn sẽ đáp ứng cho chúng ta được tất cả những món ăn đường phố. Hãy cùng nướng, hãy cùng xiên với cây bàn 2. Và các bạn hãy nhớ quán cây bàn được tọa lạc ở số 32D Vũ Huy Tuấn, Vũ Huy Tuấn, phường 3, quận Bình Thạnh nha. Vậy thôi giờ tụi em phải đi chơi rồi, đem đi coi phim, phải hai người ở lại nha. Cái gì kỳ hả? Tự nhiên mắc gì đi coi phim phải đi hết bốn đứa, tự nhiên sao bỏ hai cái trên thành lại. Tại vì chị không có biết. Người lớn coi. Dạ đúng rồi, phim cấm trẻ em trên 18 tuổi coi. Cái gì? Phim mà cái vụ cấm trẻ em trên 18 tuổi. Người ta là cấm trẻ em dưới 18 chứ tại sao có vụ mà cấm trên, có nghĩa là già tụi chị. Tại vì phim này là phim dành cho tuổi teen, tuổi nhỏ là coi, sợ người lớn vô coi không hiểu, ngủ ngái to quá để em ta coi ta khó chịu, dạ nên cấm người già vô coi chị, và chị thông cảm. Chị là được xếp vô cái hàng dạng như là trên 18 á. Dạ anh luôn á, anh luôn. Là hai người ở lại hết. Cũng vừa. Ở lại đi, cái chế đặt dập chế anh kia cho nó dập. Rồi hai đứa đi coi phim vui nha. Dạ. À, khi nào đám cưới nhớ báo tụi chị. Dạ, ừ, em mới ở hai cái thôi, đi liền nha. Đi đi, dạ. Cảm ơn tụi em đã dẫn tới quán này ăn nha, cảm ơn nha. Ngon nha, bye bye. Dạ, anh chị. See you, Karem. Chúc tụi em hết vé. Nói nghe nè, tại sao hai đứa đi ra hai đường khác nhau vậy? Chắc đứa coi quận 7, đứa coi Bình Thạnh. Vậy sao rồi hai tụi nó đám cưới được? Chắc cái đám cưới nó lâu ăn à. Chật quá, bởi vậy, chật quá, coi nó bình tĩnh. Nhờ hai đứa đi mà tôi có thấy được hai người đẹp chủ quán. Mời chủ quán vô đây ngồi cưng. Dạ chưa anh Thành. Chào à. Ồ. Dạ. Chủ quán dạ, lộn lẫy dữ nè. Chủ quán quán nướng là tại bận đồ kính lắm. Quán này thấy đồ nướng có khói được bận đồ để cho nó lộng lẫy. Lộng lẫy mát mẻ ha. Đẹp quá, xinh gái quá. Hai đứa đẹp quá. Cho hỏi nè. Bằng cái phương pháp gì mà mở cái quán này, từ đâu có cái ý tưởng mở quán đồ nướng đồ xiên như vậy? Không phải ý tưởng đâu anh, tại vì em chị em thích ăn vặt á, giờ lại ăn món nướng xiên quen nên hai chị em quyết định mở quán luôn. Sao hai má ăn vặt mà không mập á? Đẹp ốm. Ờ, ăn em ăn nhiều không, em sao muốn nhất kìa. Ăn vặt chứ không có ăn cơm, ăn vặt không là nó không mập. Vậy hả? Mà ngon chứ bộ. Còn cái vụ trái cây đó là có lấy ý tưởng đâu, không sao tự nhiên bạn nghĩ ra trái cây giống trái cây buffet vậy? Dạ, tại vì em nghĩ là khi mà ăn xong thì phải tráng miệng, đơn giản thôi, tráng miệng phải có trái cây để tráng miệng.
nên trái cây rất là ngon, thế này dạ. Tươi ơi là tươi luôn. Ai là cái người ướp? Dạ, dạ em. Ghê. Em là người ở đâu? Em người Vĩnh Long chị. Vĩnh Long, gái Vĩnh Long, gái miền Tây. Thiệt tình tôi nghĩ là gái miền Tây được cái dễ cưng là chịu thương chịu khó mà được cái đẹp. Mà gái miền Tây ướp đồ ngon mà lựa đồ rất là tươi. Tươi lắm em. Cái này mới ngon. Cái kim chi ai, ai làm? Ai làm? Ai sáng chế ra cái vụ này? Em làm luôn. Chị của em làm luôn. Sáng từ 4 giờ sáng làm tới đi chợ em chọn, em lựa tất cả cái món ngon mà tươi xanh là em chọn. Ví dụ như tại vì mỗi món một cái chợ nó có một cái món ngon riêng á, thì cái nào ngon nhất em mới đi. Ướp là em, làm kim chi là em, chọn hải sản là em, vậy em làm cái gì? Nó đều em cắt trái cây. À, còn dạ. Trái cây là ai lựa? Trái cây là em với chị em lựa luôn. Nói chung á là cái điều tôi thích nhất cái quán này là gì biết không? Nó đa dạng. Nó nhiều lắm, mình muốn ăn gì mình ăn à, mà biết sao không? Đã nói rồi. Mình ăn xuyên, mình ăn que là mình ăn bằng mắt mà. Thích gì nhiều mỗi món lượng cái nó mới đã. Ý tưởng nào mà em để cả một cái lò nướng mà tập trung nướng rần như vậy? Nướng như vậy á để mà phục vụ cho khách nhanh lẹ chị Hương ơi. Tại vì người ta lợi ăn đó, tâm lý người ta đói á. Mình phải làm nhanh lẹ trong vòng 3 đến 5 phút mà chắc chắn đồ ăn rồi. Mình làm nhanh như vậy nhưng mà đảm bảo đồ ăn phải chín cho người ta. Hồi nãy Thành á có đứng ngay cái lò đó, tại vì Thành là cái tính tăng động lắm. Chạy ra nướng cho tụi chị thử, chị thấy đó chị mới ghẹo là ông chủ quán. Nhưng mà Thành nướng có một chút à, mà ông ra ông khóc quá trời, ông nói nóng quá chị ơi, làm tùm lum hết. Thì những cái người đứng đó là phải giỏi lắm, phải không? Phải quen bếp, thì giống như đầu bếp luôn đúng không? Dạ. À, chị thấy tụi em quẹt cái gì lên vậy? Quẹt cái dầu lên đó, cho cái này nó không bị khô á chị. Quẹt thêm mình cũng như bổ sung thêm gia vị vô vậy đó. À, cho nên đó là cái bí quyết khi ở gia đình mình cũng nướng mà mình không có thấy nó nhiều nước, nó ngon, nó thơm là do em lấy cái đó em quẹt lên thêm. Ờ. Nói chung là Thành ăn bất chấp thiệt á, nhiệt tình quá vậy. Ừ, bị ngon, ăn ngon. Mà anh em ăn cái gì vậy? Vú. Cho miếng coi, rồi ăn mà nó không mời mình luôn trời. Ăn miệng ngon lem lẻm mà. Nướng ngon thiệt. Ước mơ hiện tại của tem khi mà mở ra một cái quán nướng như vậy và hy vọng càng có nhiều khách ngon. Với lại tụi em luôn tự nhủ với nhau là hãy cố gắng đem đến những món ăn thật là ngon nhất và phong phú nhất. Là sinh sống này em có đi làm gì đâu nữa không? Dạ, hồi đó cũng đi học diễn viên, ca sĩ này nọ. Bây giờ em đang làm việc ở đâu hay là chỉ bán quán nữa thôi? Dạ, tại vì bây giờ em cũng đang đi hát nhưng mà có lẽ là em muốn tập trung vô quán. Em có đi đâu hát không? Thì em đã từng qua bên Singapore với lại qua Mã Lai hát. Thì trong thời gian hát á, thì trước cái quán bar của tụi em á, lúc nào nó cũng mở một cái giống như vậy luôn á. Cũng xiên que này nọ, cũng như phục vụ cho tất cả ca sĩ. Tại vì mỗi lần mà hát xong rất là đói nên mọi người ra ăn á. Nên em lấy ý tưởng từ đó. Dạ. Vậy em thành công rồi đó. Rồi, rồi em có chồng chưa? Em chưa có chồng. Thưa quý vị, đang available, có nghĩa là đang free đó quý vị. Không, dạ. Không. Nên quý vị tới đây ăn, chẳng những đồ ăn ngon mà dạ còn có gái đẹp, dạ còn đang ở không. Dạ. Phục vụ niềm dạ. Phục vụ cho đẹp đấy ạ. Hy vọng là khi mà nghĩ đến muốn ăn những món nướng thì sẽ nghĩ ngay đến quán Cây Bàn 2 ở số 32D Vũ Huy Tấn, phường Hoa, quận Bình Thạnh. Cảm ơn các bạn đã nghĩ ra ý tưởng ăn làm cho tôi cảm thấy rất là trẻ trung. Tôi tới quán ăn tôi cảm thấy tôi rất là trẻ tuổi luôn, rất là vui. Cảm ơn luôn hai bạn trẻ Lộc và Khánh đã dẫn Dì Cương tới quán Cây Bàn 2 này. Tôi chúc các bạn là sẽ có quán Cây Bàn 3, Cây Bàn 4, Cây Bàn 5, Cây Bàn 10 luôn. Dạ. Cảm ơn chị Dương. Tôi nghĩ là Trấn Thành không cần phải nói gì, tôi thấy cái sức ăn của ảnh rồi kìa. Say mê mà ăn quá giờ ăn luôn. Bye bye quý vị. Chúng ta gặp nhau ở Cây Bàn 2 nha. Lúc nào cũng nhiều niềm vui, phồn vinh như chậu cúc vậy đó. Đẹp để gì Việt Hương tươi cười và đặc biệt rạng rỡ và lúc nào cũng có sự đột phá mới lạ trong cuộc sống, giống như cái cây mai Việt Hương đang cầm trên tay. Nếu mà quý vị yêu thương Việt Hương, nhớ bấm chữ subscribe, bấm vô nút đó là quý vị khán giả sẽ biết là Việt Hương có những chương trình